Xin chào quý vị và các bạn. Sau một ngày mà thị trường tiền điện tử toàn là một màu đỏ thì ngày hôm nay, sáng của ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy đã có một cái sự khởi sắc không hề nhẹ trong tất cả cái danh mục tiền điện tử ở trên CoinMarketCap. Và một điều đặc biệt nữa, trước khi chúng ta tập trung vào cái số liệu của đồng Bitcoin, chúng ta sẽ lướt qua cái đồng BTC, là cái đồng coin, là đồng tiền ảo có cái giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường hiện nay. Trong 24 giờ qua thì các bạn xem thấy ở đây, Bitcoin đã cán được một cái cột mốc 47.156 đô la Mỹ cho một Bitcoin, và khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ trên tất cả các cái sàn đối với đồng coin Bitcoin này là 43 tỷ đô các bạn, là một con số khủng khiếp luôn. Đó, và cho thấy một điều rằng là cái đồng tiền điện tử Bitcoin nói riêng cũng như là thị trường tiền điện tử nói chung đã có một phiên hồi quay đầu rất là nhanh chóng sau cái buổi sáng ngày hôm qua toàn là một màu đỏ thôi. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Bitcoin vẫn đang ở cái mức là 46,662 nghìn đô la Mỹ một Bitcoin. Và đây chúng ta sẽ quay trở lại với đồng Bitcoin các bạn nhé. Đây, để mình sẽ đánh tìm Bitcoin. Bitcoin thì chắc chắn là sẽ không ở trong cái list mà những cái top coin hàng đầu này rồi. Nó phải ở mức là 3.000 mấy đây. Đây các bạn xem. À, Bitcoin thì cũng không có một cái ngoại lệ, đó là cũng tăng được cái thứ hạng. Đây mình xem nhá. Ngày hôm qua thì có lúc Bitcoin xuống cái mốc là khá là thấp, có 29,23 đô la Mỹ một Bitcoin, nhưng hôm nay thì bắt đầu đã có một cái sự hồi phục, đã quay trở lại với cái mức trên 30 đô la Mỹ một Bitcoin rồi. Và thị trường ảm đạm như vậy, nhưng mà trong 24 giờ vừa qua thì cũng đã có là đâu các bạn xem, các bạn đợi mình một chút, đã có tổng cộng là 289.286 đô la Mỹ giao dịch mua bán cái lượng pi mua không bán không trong thị trường ngày hôm qua. Đó là một con số cũng khá là lớn đối với một cái đồng coin mà thậm chí chưa open mainnet. Rồi, và như vậy là đây là những cái thông tin rất là cập nhật và mới nhất của thị trường tiền điện tử trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì các bạn thấy cái đà hồi phục của các cái đồng coin bật rất là mạnh, xuống thì xuống cũng tương đối là sâu, nhưng mà bật lại thì tuần 5, thậm chí có cái đồng coin ICP đứng thứ 16 này, tăng được 18,44% trong 24 giờ qua. Đấy, Shiba Inu thì tăng được 5,96. Đó, những cái đồng coin mình lựa chọn, những đồng coin mà có cái khoảng tăng rất là lớn đây, như đồng STX này trong một ngày hôm qua thì cũng đã tăng được là hơn 20%, và khối lượng giao dịch ở những cái đồng coin top này toàn từ trên mấy tỷ, từ 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ trong một ngày thôi các bạn ạ. Khối lượng giao dịch ấy có một số rất lớn phải không các bạn. Rồi, và như vậy là mình đã tóm lược những cái thông tin thị trường tiền điện tử trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.